Tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, tìm cách nâng cao mật độ kinh tế. Theo đó, phát triển công nghiệp phải theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết cụm ngành công nghiệp tiềm năng và có sẵn lợi thế. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vào chiều nay. Chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình phát triển, đó là tăng trưởng chưa đồng đều, chủ yếu do đóng góp của tăng trưởng vốn đầu tư và tích lũy vốn kinh tế tư nhân phần lớn vẫn có quy mô nhỏ, đầu tư vẫn chủ yếu theo chiều rộng, xu hướng chuyển dịch đầu tư theo chiều sâu vẫn còn chậm. Công nghiệp phát triển nhanh, song nội lực của nền công nghiệp địa phương còn yếu, đô thị hóa chưa tương xứng, chất lượng năng lực cạnh tranh và trình độ chuyển đổi số vẫn còn thấp, ô nhiễm môi trường còn là thách thức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hưng Yên lựa chọn đột phá chiến lược là lập và quản trị phát triển theo quy hoạch tỉnh, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ tốt và lực lượng lao động chất lượng cao. Nguồn nhân lực ở đây, kể cả nhân lực quản trị địa phương, quản trị các địa, thành phố Hưng Yên, các huyện, thị xã ở đây rất quan trọng. Chúng ta nên có đô thị hóa, công nghiệp hóa mà không có nguồn nhân lực tốt thì làm sao có thể phát triển được. Những cái giải pháp nào để phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao? Vấn đề chuyển giao tiếp thu khoa học công nghệ trong cái thời đại chuyển đổi này. Từ nông nghiệp cho đến các lĩnh vực khoa học sản xuất khác, chứ không phải là chỉ có sản xuất trong doanh nghiệp thôi. Trong nhà máy xí nghiệp đó có sản phẩm phải hàm chứa một cái khoa học công nghệ nhất định để gia tăng giá trị. Công nghiệp quá đi liền với đô thị quá là chủ trương của đảng ta. Đây là cái hướng quan trọng, nhưng mà chúng ta phải quan tâm tốt hơn đến những cái thành phần yếu thế xã hội. Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút các nhà đầu tư có chất lượng tầm cỡ, chú trọng xây dựng nội lực kinh tế, nâng cao tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đặc biệt cần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ, khuyến khích hình thành các trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm các sáng chế, mô hình kinh doanh, công nghệ mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,5% theo chuẩn nghèo đa chiều mới, đẩy mạnh chiến lược đô thị hóa theo hướng có chiều sâu và duy trì bản sắc của một đô thị sáng cổ kính thay vì phát triển theo lối đô thị dáng dấp hiện đại, góp phần định hình nên một thành phố cổ mà thông minh, sinh thái gắn với tầm nhìn 2045 mà Hưng Yên đã xác định. Sáng nay tại Trơn Thành, Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ công bố nghị quyết số 570 ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Trơn Thành và các phường thuộc thị xã Trơn Thành. Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thị xã Trơn Thành và phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, địa danh Trơn Thành gắn liền với quá trình hình thành và đấu tranh anh dũng của nhân dân tỉnh Bình Phước anh hùng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Trơn Thành tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đô thị bền vững, xây dựng Trơn Thành trở thành một đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, có bản sắc riêng với điểm nhấn của một đô thị trẻ, năng động, khẳng định được vai trò là trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Phước. Mong Trơn Thành có khát vọng lớn, tầm nhìn xa. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Khi đã trở thành thị xã, Trơn Thành cần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi trao quà tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngừng, Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Sáng cùng ngày tại Trơn Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy gỗ MDF Đông Hoa. Bình Phước cần chủ động tích cực và chuẩn bị ngay từ bây giờ để đón làn sóng đầu tư mới trong tương lai không xa. Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vào chiều nay. Các đại biểu bày tỏ ấn tượng khi trong 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước ước đạt 9%, thu ngân sách đạt khá, xuất khẩu phục hồi tốt, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao gấp 2 lần số doanh nghiệp giải thể, góp phần giải quyết việc làm cho gần 37.000 lao động. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bình Phước không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn có vị trí chiến lược quan trọng, là địa bàn kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là khu vực dự trữ phát triển lan tỏa của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cả về đô thị và công nghiệp. Tỉnh đồng thời có quỹ đất rộng lớn, màu mỡ, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với xu hướng đi lên rất rõ ràng. Cho rằng con số 10.000 doanh nghiệp trên 240 hợp tác xã trên địa bàn là ít ỏi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước cần chăm lo phát triển các loại hình doanh nghiệp để giải quyết công ăn việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đồng thời cần hết sức quan tâm đến công tác quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước chủ động tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm để đón làn sóng đầu tư mới trong thời gian không xa. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, xây dựng tầm nhìn xa, khát vọng lớn để đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 diễn ra hướng đến mục tiêu khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên, đưa khởi nghiệp Việt Nam từng bước tiệm cận với mặt bằng chung khu vực và thế giới, đề xuất sáng kiến giải pháp, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu cải thiện môi trường, thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mở, cũng như tạo môi trường để thanh niên Việt Nam tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế giai đoạn hậu COVID-19. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam. Các bộ, cơ quan cần hành động ngay để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thực sự. Quan trọng hàng đầu là thôi thúc tất cả mọi người cùng nhau làm giàu chính đáng, có trách nhiệm xã hội. Cũng tại phiên làm việc này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao hỗ trợ cho các dự án thanh niên khởi nghiệp xuất sắc. Vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế ở các bệnh viện, tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc ở nhiều địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm và quá trình điều tra xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực là những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Trả lời báo chí về vấn đề tháo gỡ khó khăn liên quan đến đấu thầu tại các bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đang khẩn trương yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực công tác đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép trang thiết bị y tế, ban hành cơ chế đặc thù cho các loại thuốc hiếm. Bộ Y tế cũng chủ trì phối hợp với các bộ ngành tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế về công tác quản lý trang thiết bị y tế và báo cáo chính phủ để trình Quốc hội sửa luật dược. Nghiên cứu để đề xuất với chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với một số loại thuốc hiếm. Về vấn đề mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu khi nhiều doanh nghiệp cho biết càng bán càng lỗ, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện nay theo quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu. Nhà nước điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường, không điều chỉnh mức chiết khấu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu là giá trần. Liên quan đến vấn đề cán bộ công chức viên chức nghỉ việc ở nhiều bộ ngành địa phương, theo Bộ Nội vụ trong 2 năm rưỡi có 39.552 cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Ngoài y tế còn có giáo dục cũng có tỷ lệ nghỉ việc nhiều do áp lực và thu nhập. Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan đã báo cáo chính phủ căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp. Thông tin về tiến độ điều tra những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo như vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, AIC, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng chục bị can. Các vụ án này hầu như đều liên quan đến kinh tế, vì vậy trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra xác minh, làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng trong các vụ án. Khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can sẽ được phong tỏa, kê biên để bảo đảm thu lại tiền cho người bị hại hoặc của nhà nước. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật phối hợp với Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57 với chủ đề Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu đã chỉ ra những điểm còn hạn chế khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy như khó xác định về điểm cháy, nổ và nguyên nhân, khó xác định được tình huống giả định và phương pháp ứng phó, ứng cứu, khó dự báo sát với các tình huống đã, đang và sẽ xảy ra, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp.
Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra các hoạt động trong chương trình Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022 do các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam-Lào đồng tổ chức. Đại biểu diễn viên tham dự ngày hội khoảng 2.500 người đến từ 9 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của nước bạn Lào. Xuống đây thì có rất là nhiều du khách đến từ khắp mọi nơi, từ tỉnh trong nước và ngoài nước. Mọi người ra đây với một không khí rất là vui tươi. Em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào Việt Nam và mong sao sau này tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển và tốt đẹp hơn bao giờ hết ạ. Gần 20 đoàn từ hai nước đến trình diễn các điệu dân ca dân vũ cũng như các nghi thức sinh hoạt văn hóa đậm bản sắc dân tộc của các vùng miền. Đây cũng là dịp để giao lưu học hỏi, quảng bá giới thiệu về các tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa thể thao du lịch của các tỉnh biên giới nói riêng và của hai quốc gia Việt Nam Lào nói chung. Trong các cái hoạt động của quốc hội thì chúng tôi đặc biệt lưu ý tới các hoạt động văn hóa. Đây là một trong những cái nội dung rất là quan trọng nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc của các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam Lào. Chúng tôi có tổ chức các cái nội dung đó là trình diễn các cái lễ hội, trình diễn trang phục và đặc biệt là biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Các hoạt động này nhằm khơi dậy các tiềm năng của đồng bào các dân tộc của vùng biên giới Việt Nam Lào và đặc biệt là có phần bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế xã hội. Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, khẳng định quan điểm đường lối chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em. Thưa quý vị, sau khu vực phía Nam, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc. Số ca mắc mới đang có xu hướng tăng nhanh, thậm chí đã có ca tử vong. Theo dự báo của các chuyên gia, đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể là tháng 10 này. Chính vì vậy, việc tăng cường các biện pháp để phòng chống sốt xuất huyết bùng phát đang được đặc biệt lưu tâm tại các vùng điểm nóng như huyện Thanh Oai hay Đan Phượng. Anh Thường vừa từ bệnh viện trở về sau nhiều ngày nằm điều trị sốt xuất huyết. Nhà có 6 người thì có tới 4 người mắc bệnh. Không chỉ riêng gia đình anh, nhiều hộ trong xóm cũng có nhiều người bị sốt xuất huyết. Mẹ tôi là người mắc đầu tiên. Gia đình cũng có tổ chức coi như là dọn dẹp, gọi là thu dọn rác thải các thứ, gọi là sạch sẽ với cái bể nước các thứ, những cái mà có đọng nước và các thứ mình phải xử lý sạch để tránh ru muối. Nhưng mà cái này nó cũng lây lan nhanh quá. Thôn Bùng hiện là một trong những điểm nóng về sốt xuất huyết tại huyện Thạch Thất cũng như cả thành phố Hà Nội. Chỉ trong một tháng, cả thôn ghi nhận 119 ca. Đáng nói, cao điểm thôn ghi nhận 11 ca trên một ngày. Có một phần là nguyên nhân là do bà con cái việc hiểu biết về cái sốt xuất huyết là vẫn còn chưa cao, cái việc tự giác vệ sinh môi trường của bà con là cũng một số là cũng còn hạn chế, cộng với lại là cái thời tiết ở cái thời điểm này thì ban ngày thì có nắng thì bà con dọn vệ sinh, sau đấy ban đêm thì lại tiếp tục đổ mưa thì ngay ngày hôm sau đã lại có những cái ổ nước động, và cái ổ nước động đấy là cái điều kiện để cho muỗi vằn với sốt xuất huyết là phát triển. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, 20 tổ xung kích đã được thành lập đi từng ngõ gõ từng nhà để ra quân kiểm tra, phun thuốc diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, tuyên truyền người dân về cách phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chưa biết cách phòng dịch. Có thói quen tích nước mưa để dọn vệ sinh, nhưng bà Tố không nghĩ đó là nơi để muỗi vằn vector truyền bệnh, sinh sôi như thế này. Và thực tế, xóm nhỏ nhiều người đã mắc bệnh, cháu gái của bà cũng đang sốt, đang mỏi người. Có những dấu hiệu của sốt xuất huyết phải điều trị trong nhà. Là bà biết rằng là bà gậy là ngửa những cái bát lên đây, hay là những cái gì là nó có bà gậy. Đấy, chứ không phải là bà biết. Đấy, nhưng mà bà đã đây rồi, thì bà nghĩ là như thế thôi. Người dân thì cần trông chờ vào cái việc là phun thuốc để mà diệt muỗi. Không hiểu rõ cái nguyên nhân bản chất của cái công tác tổng phòng chống dịch sốt xuất huyết, nó là tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Cái này phải nhân rộng ý thức cho người dân trên địa bàn, mỗi gia đình, mỗi hộ gia đình cùng chung tay góp sức vào
thì công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết mới đạt hiệu quả. Để không còn dịch sốt xuất huyết, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải, lật úp những dụng cụ chứa nước, không để muỗi vằn có điều kiện sinh sản.